Xin kính chào và cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã đến với Dũng Vision. Đây là bản tin khuya của ngày 27 tháng 7 năm 2024. Tôi sẽ xuất bản vào lúc 0 giờ ngày 28 tháng 7 năm 2024. Thì đây là cái video thứ ba khuya là chúng ta chỉ đọc và nghe rồi ngủ. Thì ngày 27 tháng 7 là ngày Thương binh Liệt sĩ của Việt Nam. Thì chúng ta biết rằng là hôm nay chúng ta cũng tản mạn một số cái câu chuyện về ngày này. Thì lúc sinh thời thì Bác Hồ rất quan tâm chăm sóc thương binh và các gia đình liệt sĩ, và tình cảm lớn lao của Bác tiêu biểu cho tình cảm của toàn Đảng, toàn dân ta đối với các liệt sĩ, thương binh, và những điều đó đã được thể hiện trong các bài nói và bài viết của Bác. Thì trong cái hồi năm 47, tức là 27 tháng 7 năm 47, thì khi mà Tổ quốc lâm nguy thì gian sang sự nghiệp mồ mả đền chùa nhà thờ của tổ tiên ta bị uy hiếp, thì cha mẹ anh chị em vợ con thân thích họ hàng thì bị đe dọa, của cải ruộng nương nhà cửa ao vườn làng mạc của ta thì bị nguy ngập, thì ai là người xung phong trước hết để chống lại quân thù, để giữ gìn đất nước cho chúng ta? Đó chính là những chiến sĩ mà nay một số đã thành thương binh và một số đã trở thành liệt sĩ. Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ đồng bào, bảo vệ lợi ích tổ quốc, lợi ích đồng bào mà các đồng chí đó ốm yếu. Vì vậy tổ quốc ta, đồng bào ta phải biết ơn, phải giúp đỡ những người anh hùng ấy. Trong lúc chống nạn đói kém, đồng bào ta đã từng mỗi tuần nhịn ăn một bữa để giúp các đồng bào bị đói. Bây giờ, chống nạn ngoại xâm, tôi chắc đồng bào ta sẽ vui lòng vài ba tháng nhịn ăn một bữa để giúp các chiến sĩ bị thương. Ngày 27 tháng 7 là một dịp cho đồng bào ta tỏ lòng hiếu nghĩa, bác ái và tỏ lòng yêu mến thương binh. Luôn luôn tin vào lòng nhường cơm xẻ áo của đồng bào, tôi chắc rằng ngày thương binh sẽ là có kết quả mỹ mãn. Tôi xin xung phong gửi một chiếc áo lót lụa mà chị em phụ nữ đã biếu tôi, một tháng lương của tôi, một bữa ăn của tôi và của các nhân viên tại phủ chủ tịch, cộng lại là 1.127 đồng. Đấy là trong cái bức thư của Bác Hồ gửi cho trưởng ban tổ chức của ngày thương binh liệt sĩ năm 1947. Đến năm 48 thì Bác lại viết tiếp, tức là một năm sau khi mà thành lập, tức là cái ngày thương binh liệt sĩ đấy, thì các đồng chí đã hy sinh một phần xương máu vì tổ quốc, chẳng may bị thương, bị bệnh trước khi quân thù hoàn toàn bị tiêu diệt, kháng chiến được hoàn toàn thành công. Chắc các đồng chí không khỏi phân vân, nhưng các đồng chí nên một mặt nuôi lại sức khỏe, một mặt cố gắng học tập. Khi đã khôi phục sức khỏe, các đồng chí sẽ hăng hái tham gia công tác tăng gia sản xuất để giúp ích cho tổ quốc. Cũng như các đồng chí đã anh dũng giữ gìn non sông, các đồng chí sẽ trở thành những người chiến sĩ cứu mẫu ở hậu phương, cũng như các đồng chí đã làm là người chiến sĩ cứu mẫu ở ngoài mặt trận. Tôi cùng đồng bào luôn nhớ đến các đồng chí. Đến năm 1951 thì người cũng nhắc lại, anh em thương binh đã hy sinh một phần xương máu để giữ gìn tổ quốc, bảo vệ đồng bào, đã tận trung với nước, tận hiếu với dân. Anh em đã làm tròn nhiệm vụ, anh em không đòi hỏi gì cả. Xong, đối với những người con trung hiếu ấy, chính phủ và đồng bào phải báo đáp thế nào cho xứng đáng? Để trong thư gửi cụ Vũ Đình Tụng, Bác có viết, mỗi xã thì tùy theo sự cố gắng và khả năng chung mà đón một số anh em thương binh. Như thế thì đồng bào mỗi xã được thỏa mãn lòng ước ao báo đáp lại anh em thương binh, mà anh em thương binh thì được yên ổn về mặt vật chất và vui vẻ về mặt tinh thần, có dịp tham gia hoạt động có ích cho xã hội. Trong thư gửi phụ nữ nhân ngày 8 tháng 3 năm 52 thì Bác cũng có nói đến các thương binh liệt sĩ. Tôi kính cẩn nghiêng mình trước linh hồn của nữ liệt sĩ đã hy sinh cho tổ quốc. Tôi kính chào các bà mẹ có con trong bộ đội và các bà mẹ cùng vợ con của liệt sĩ, các bà mẹ chiến sĩ và các chị em đã giúp thương binh, đã hòa lẫn lòng yêu thương không bờ bến mà giúp chiến sĩ và chăm sóc thương binh như con em ruột của mình. Trong cái diện từ tại buổi lễ đặt vòng hoa tại Đài Liệt Sĩ ngày 31 tháng 12 năm 54, thì Bác cũng viết, các liệt sĩ hy sinh nhưng công trạng to lớn của các liệt sĩ đã ghi sâu vào lòng toàn dân và non sông đất nước. Các liệt sĩ đã hy sinh nhưng chí khí dũng cảm của các liệt sĩ thấm nhuần
vào tâm hồn của toàn quân toàn dân ta trong cuộc đấu tranh đặng giành lại hòa bình, thống nhất, độc lập và dân chủ trong nước. Máu nóng của các liệt sĩ đã nhuộm lá quốc kỳ vẻ vang càng thêm đỏ thắm. Tiếng thơm của các liệt sĩ muôn đời lưu danh truyền sử xanh, một nén hương thanh và lời an ủi. Trong thư bác gửi cho anh em thương binh bệnh binh tại trại An Dưỡng Hà Nam: các chú là những chiến sĩ đã được quân đội nhân dân rèn luyện về mặt đạo đức và kỷ luật cách mạng, là người con đã hy sinh một phần xương máu để bảo vệ nước nhà. Vậy các chú cần phải giữ vững truyền thống tốt đẹp và vẻ vang của quân đội cách mạng, là giữ gìn kỷ luật, đoàn kết chặt chẽ, thật sự đoàn kết, thương yêu giữa anh em thương bệnh binh với nhau, giữa thương bệnh binh với cán bộ và nhân dân giúp việc ở trại, giữa thương bệnh binh trong trại đối với đồng bào xung quanh. Trong thư gửi anh em thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ năm 59, bác của Hồ cũng căn dặn: trong năm qua, các gia đình liệt sĩ và anh em thương binh bệnh binh đã đóng góp khá nhiều vào công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Nhiều gia đình liệt sĩ đã hăng hái tham gia tổ quốc, đổi công và hợp tác xã nông nghiệp và đã đạt được những thành tích khá trong việc sản xuất và tiết kiệm. Tôi chúc các gia đình ấy trở thành những gia đình cách mạng gương mẫu. Còn năm 1960 thì bác cũng đã viết: ăn quả phải nhớ người trồng cây. Trong cuộc tưng bừng vui vẻ hôm nay, chúng ta phải nhớ đến các anh hùng, liệt sĩ của đảng ta, của dân ta. Máu đào của các liệt sĩ đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ và chúng ta phải luôn luôn học tập tinh thần dũng cảm của các liệt sĩ để vượt qua tất cả khó khăn, gian khổ, hoàn thành sự nghiệp cách mạng mà các liệt sĩ chuyển lại cho chúng ta. Còn trong cái di chúc thiêng liêng của người, bác Hồ cũng đã căn dặn biết bao điều hệ trọng về công tác lao động và thương binh xã hội. Đầu tiên là công việc đối với con người, đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình như cán bộ, binh sĩ, dân quân, du kích, thanh niên xung phong, đảng, chính phủ và đồng bào ta phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn chỗ ở, đồng thời phải mở lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần tự lực cánh sinh. Đối với các liệt sĩ thì mỗi địa phương, thành phố, làng, xã cần phải xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta. Đối với cha, mẹ, vợ, con của thương binh liệt sĩ mà thiếu sức lao động và túng thiếu thì chính quyền địa phương, nếu ở nông thôn thì chính quyền, hợp tác xã nông nghiệp phải giúp đỡ cho họ có công ăn việc làm thích hợp, quyết không để cho họ bị đói, rét. Thì chúng ta thấy là cái tấm lòng của bác Hồ đối với người thương binh và liệt sĩ và kể cả bệnh binh rất là chu đáo, có thể nói là không sót vào chỗ nào. Từ khi ở trong trại cho đến khi về, cho tất cả các cái trách nhiệm của các cơ quan chính quyền, ban ngành cũng như kể cả những người thân, kể cả những người xung quanh của các thương binh liệt sĩ. Thì có thể nói rằng là đấy, những cái bài viết và câu nói của bác Hồ nó đã trở thành cái phương châm hành động, lẽ sống của thương binh và các gia đình liệt sĩ. Thì nhân cái ngày này thì chúng ta cũng có những cái đôi lời về các thương binh liệt sĩ. Và tôi nói nếu mà nói về cái, nó gọi là cái đài liệt sĩ thì không có nơi nào nhiều bằng Việt Nam. Tôi khẳng định là như vậy. Nếu mà chúng ta tính là coi như là 63 tỉnh thành thì có khoảng hơn 500 huyện. Đấy, thì mỗi huyện mà chúng ta tính khoảng 20 thì là khoảng là 10.000, coi như là 1 vạn cái xã, phường thì là coi như cũng phải là cũng chừng đấy cái đài liệt sĩ hoặc hơn thế nữa. Thì để biết là chúng ta Việt Nam chúng ta rất là quan tâm đến công tác này. Sau đây thì tôi cũng xin có một cái đọc cho quý vị nghe một cái câu chuyện của một cái nhà báo mà cũng đã từng tham gia cuộc kháng chiến. Bài cũng rất hay. Chúng ta cũng biết là cái ngày hè đỏ lửa, những ngày hè đỏ lửa năm 72 thì thành cổ Quảng Trị thì chúng ta biết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tức là đến với những cái cung bậc cảm xúc thăng trầm đan xen vào những cái ký ức của những cái ngày tháng đó. Ngày tháng 7 đến với mọi người đều gắn với những kỷ niệm riêng, nhưng với tôi thì tháng 7 mang đến những cung bậc cảm xúc đan xen những ký ức những ngày tháng cũ với những giây phút hiện tại. Tháng 7, cả dân tộc ta cũng hướng về các anh hùng liệt sĩ đã
đã hy sinh tuổi thanh xuân cho Tổ quốc thân yêu, đã có những hoạt động tri ân những người có công với đất nước diễn ra trên mọi miền đất nước. Thành cổ Quảng Trị là địa danh nhiều người tìm về để tưởng nhớ hàng vạn các anh hùng liệt sĩ đặt chân đến viếng thả hoa đăng ở thành phố Đông Hà và sông Thạch Hãn. Biết bao người đã rưng rưng xúc động khi đọc bài thơ của nhà báo Lê Bá Dương được khắc trên bia đá: đỏ xuôi Thạch Hãn ơi chèo nhẹ, đáy sông còn đó bạn tôi nằm, có tuổi 20 thành sóng nước, vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm. Nhà báo Lê Bá Dương là phóng viên thường trú của báo Văn hóa khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Anh Nguyên là chiến sĩ quân đội trực tiếp chiến đấu tại thành cổ Quảng Trị trong trận chiến khốc liệt mùa hè năm 72. Bài thơ như là một nén tâm nhang của tác giả dâng tặng các đồng đội đã anh dũng hy sinh tại thành cổ Quảng Trị. Và năm nào cũng vậy, ngày 27 tháng 7, mẹ của tôi lại làm một mâm cơm trang trọng dâng lên chú ruột của tôi. Chú tôi hy sinh trong chiến dịch mùa xuân năm 68 tại chiến khu D. Đến giờ này, gia đình cũng không biết đích xác ngày hy sinh và vị trí mộ của chú ở đâu. Vậy nên, gia đình lấy ngày kỷ niệm thương binh liệt sĩ là ngày giỗ của chú. Những cánh thư phủ màu thời gian vẫn còn đây, lời hẹn ước ngày gặp lại vẫn còn đây. Nhưng chú đã đi xa mãi mãi, đã vài lần gia đình đi tìm mộ chú, nhưng chưa có kết quả. Trong một lần giỗ chú, bố của tôi run run dâng nén tâm nhang rồi quay ra nhìn tôi, mắt ở ngập nước mà nói rằng có lẽ chú muốn ở lại trong đó cùng đồng đội con ạ. Câu nói đó của ông khiến tôi chợt nhẹ nhõm trong tâm. Phải rồi, dù chú nằm ở đâu cũng là trong lòng đất mẹ Việt Nam, và chắc hẳn hương linh chú không muốn rời xa đồng đội. Tháng 7 là quãng thời gian thấp thỏm đợi chờ kết quả thi của tuổi học trò. Những ngày này, trên mạng xã hội, tôi nhận được tin vui của các bạn bè báo điểm thi của các con đổ vào các trường đại học. Đặc biệt, tôi rộn vui khi đọc những dòng tin nhắn cảm ơn của các học trò dành cho một người bạn là cô giáo dạy văn, tình thầy trò ấm áp, chân quý làm sao. Đến bây giờ, tôi vẫn vẹn nguyên cảm xúc vỡ òa vui sướng khi được con trai báo tin đỗ đại học, báo khó nhọc trong những ngày tháng đồng hành cùng con ôn thi dường như tan biến. Kỳ thi đại học của các bạn trẻ hiểu rằng có những thử thách phải tự mình đối mặt, dù thành công hay kết quả chưa được cũng khiến cho ta trưởng thành sau những dấu mốc quan trọng. Tháng 7 đến và những ngày thoáng thất nắng thất mưa, buổi sáng đi làm trời cao xanh vời, nắng nóng lên đỉnh điểm, vậy mà chỉ qua vài quãng phố mưa bỗng đổ ào ào như chút nước. Ghé chú mưa trong một quán vắng, thốt nhiên tôi ngước nhìn lên bầu trời vừa nắng vừa mưa tạo ra cầu vồng lung linh ảo diệu. Nhớ năm nào sau kỳ thi đại học, cả nhóm bạn chúng tôi cũng ngồi bên nhau tán bạn ở Hồ Tây năm xưa. Thế rồi cầu vồng xuất hiện, một người bạn liền nói: này, thấy bà tôi bảo nếu nhìn cầu vồng và nguyện điều ước gì thì nó sẽ thành sự thật đấy. Vậy là cả nhóm bạn bỗng rộn ràng cùng nhìn lên cầu vồng và thầm ước. Sau này, mỗi khi ngắm cầu vồng, tôi lại thầm hỏi, bây giờ có còn ai nhớ lời ước tháng 7 năm nào không? Sau đây thì chúng ta đến với cái tin tức về cái chỗ ông Tô Lâm trong ngày 27 tháng 7, cho dù bận cũng đã đến thăm một cái địa phương tặng quà cho thương binh, bệnh binh, cán bộ và nhân viên trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành của Bắc Ninh nhân kỷ niệm 77 năm ngày thành lập thương binh. Thì chiều 24 tháng 7, ông Tô Lâm cũng đã khẳng định sự quan tâm đặc biệt nhanh chóng để thương binh, bệnh binh và người có công được hưởng chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước xứng đáng với sự đi lên phát triển của đất nước và đời sống hiện nay. Thì cũng đi với ông Tô Lâm thì ông Lê Khánh Hải, chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước, ông Đào Ngọc Dung, Bộ trưởng Bộ Thương binh, bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Y tế, ông Phạm Tất Thắng, Phó trưởng Ban Thường trực Dân vận, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thứ trưởng Quốc phòng và ông Nguyễn Anh Tuấn là Bí thư Bắc Ninh. Tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, Chủ tịch Tô Lâm và các đại biểu đã có một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Nguyễn Phú Trọng và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của dân tộc. Bày tỏ xúc động trở lại thăm thương binh liệt sĩ, thương binh bệnh binh, cán bộ Trung tâm Thương binh Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh nhân kỷ niệm 77 năm,
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước đã gửi đến các thương binh bệnh binh cùng toàn thể cán bộ viên chức, người lao động của trung tâm lời thăm hỏi chân thành và lời động viên sâu sắc. Chia sẻ với nhiều lần về thăm trung tâm như một cái duyên, đồng thời là tình cảm gắn bó, tri ân của cá nhân, Chủ tịch bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ cha anh đi trước, chiến sĩ, đồng bào, gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh và những người có công trên toàn quốc, cống hiến và hy sinh cho đất nước, nở hoa độc lập, cho mùa xuân ấm no hạnh phúc của nhân dân, cho cơ đồ vị thế của đất nước chưa bao giờ có được như hôm nay, đặc biệt cho thế hệ hôm nay và lớp con cháu mai sau, được hưởng thành quả vinh quang, tốt đẹp, được đánh đổi và vun đắp từ mồ hôi, xương máu và sự hy sinh to lớn của hàng triệu người con của Tổ quốc. Chủ tịch nước cũng biểu dương và ghi nhận kết quả công tác thương binh bệnh binh, người có công mà Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành và Bộ Lao động Thương binh Xã hội đạt được trong thời gian qua. Có rất nhiều cố gắng nêu cao tinh thần kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, làm tốt công tác điều trị, chăm sóc, sức khỏe, phục hồi chức năng, duy trì cuộc sống tuổi già an vui, khỏe mạnh cho thương binh, bệnh binh, quan tâm thúc đẩy phong trào xã hội hóa, công tác người chăm sóc người có công và hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho thương binh, bệnh binh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này thì ông Tô Lâm và các ban bộ ngành trung ương đã tặng quà của Trung tâm Điều dưỡng cho Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành và các thương binh bệnh binh đang điều dưỡng tại trung tâm. Cuối cùng thì chúng tôi cũng muốn nói về câu chuyện của một cái tấm gương của những người thương binh và những người bên cạnh của thương binh liệt sĩ. Thì cũng tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành của tỉnh Bắc Ninh thì có một người đàn ông gầy gò đang tỉ mỉ búi từng cái lọn tóc cho một người vợ thương tật cụt cả hai tay. Đó là ông Hoàng Văn Uyên, 71 tuổi và bà Trần Thị Hồng, 72 tuổi. Câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích của hai ông bà đã dệt nên những ước mơ có thật khiến cho mọi người rất là xúc động. Thì năm 18 tuổi, cô bé Trần Thị Hồng quê ở Hương Sơn, Hà Tĩnh, tình nguyện đi thanh niên xung phong và làm nhiệm vụ san lấp hố bom tại khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Bình. Thì những năm ấy, ở khu vực này bom đạn vô cùng ác liệt, địch đánh suốt ngày đêm, nhưng thanh niên xung phong vẫn vững tay cuốc, tay sẻng mở đường cho từng chuyến xe qua. Rồi một đêm, máy bay địch ném bom liên hồi, khi cả đội thanh niên xung phong đang san lấp mặt đường, thì một quả bom rơi thẳng xuống khu vực của đội đang làm nhiệm vụ. Khi tỉnh dậy, thì Trần Thị Hồng đã thấy cơ thể đau đớn, nhìn xuống đôi tay thì không còn nữa, và cô đã khóc rất nhiều. Biết tin Trần Thị Hồng bị thương, mất hai cánh tay, chàng trai Hoàng Văn Uyên, người cùng quê lúc bấy giờ, đang là bộ đội Trường Sơn, đã không cầm lòng được. Trò chuyện với chúng tôi, ông Uyên rơm rớm nước mắt kể lại, lúc đó chúng tôi đã yêu nhau được 3 năm. Khi nghe tin Hồng bị thương, tim tôi như thắt lại. Người ta nói giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay. Giờ hoàn cảnh như thế thì biết làm thế nào mà sống. Ngay lúc ấy tôi tự nhủ mình sẽ là đôi tay cho cô ấy. Thời gian đầu bị thương, Trần Thị Hồng rất bi quan, chán nản. Khi được đưa về điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Hà Nam, cô ấy gần như phó mặc cuộc sống. Lúc này, Hoàng Văn Uyên đang ở chiến trường. Mỗi khi rảnh rỗi, nơi tiếng bom đạn là anh lại viết thư, động viên, người yêu. Khi có điều kiện, không quản đường xá xa xôi, không quản mưa bom bão đạn, anh đã vượt đường rừng hàng trăm cây số để ra Bắc gặp và động viên Hồng. Và rồi tình yêu như một liều thuốc kỳ diệu, làm cho vết thương trên đôi tay Hồng lành hẳn và cô sống lạc quan, yêu đời hơn. Một thời gian dài sau, hai người tổ chức đám cưới, đến năm 1977, khi bà Hồng được đưa về điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, ông Nguyên cũng xin ra công tác tại trung tâm để có điều kiện phục vụ chăm sóc vợ. Và rồi trời đã không phụ lòng người, phần thưởng quý nhất dành cho tình yêu của hai ông bà là hai người con trai thành đạt. Anh Hoàng Tiến Nhân hiện là giáo viên dạy toán của trường phổ thông trung học chuyên Bắc Ninh và anh Hoàng Tiến Đức, thạc sĩ kinh tế đang công tác tại Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bắc Ninh. Những ngày nghỉ hay mỗi dịp Tết, lễ, trong căn phòng nhỏ ở trung tâm của ông bà lại vang lên tiếng cười của con cháu. Người nữ thanh niên xung phong năm xưa đã mất đi đôi cánh tay của mình nơi chiến trường, giờ đây đã được che chở bởi nhiều cánh tay yêu thương, giúp bà sống khỏe, sống vui. Có một người cụt cả hai chân đến đùi nhưng lại còn đôi tay khỏe mạnh, đó là thương binh nặng Phạm Thị Mai, ngụ tại thôn 3, xã Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, vẫn di chuyển linh hoạt để làm mọi việc. Bà trở thành điển hình về tinh thần vượt khó, vượt lên thoát nghèo của địa phương, góp phần xây dựng
và nhân rộng cái mô hình trồng cây hiệu quả. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thì địa bàn Hàm Liên luôn sôi sục phong trào cách mạng. Tại đây, địch dùng nhiều phương thức và thủ đoạn đàn áp dã man phong trào cách mạng, căm thù giặc sâu sắc nghe theo tiếng gọi của Đảng. Năm 1961, thì bà mới 14 tuổi, thì bà Phạm Thị Mai đã tình nguyện tham gia liên lạc, vận chuyển vũ khí, tiếp tế lương thực cho cách mạng. Đến năm 17 tuổi, thì bà Phạm Thị Mai được giao nhiệm vụ phó bí thư đoàn xã Hàm Liên, tích cực tham gia chiến đấu. Đến tháng 2 năm 65, thì cô vinh dự được kết nạp vào Đảng. Và đến năm 68, trong một trận chống địch càn quét vào địa bàn thị xã, Phạm Thị Mai anh dũng chiến đấu và bị thương nặng ở hai chân, bị địch bắt tra tấn dã man và không khai thác được gì. Tưởng rằng người con gái bị cụt hai chân sẽ chẳng làm được gì cho cách mạng. Nên cuối tháng 12 năm 70, địch thả tự do cho Phạm Thị Mai. Ra khỏi tù, nữ chiến sĩ lại bắt liên lạc ngay với cơ sở cách mạng. Dù đôi chân không còn, nhưng đôi tay và trí tuệ minh mẫn, bà Phạm Thị Mai tiếp tục tham gia kháng chiến cho đến ngày giải phóng. Sau khi năm 1975, bà đã trở lại quê hương Hàm Liên, nơi mình và đồng đội từng chứng kiến chiến đấu kiên cường. Trong cuộc mưu sinh, người lành lặn cũng còn gặp khó khăn, nhưng dù chỉ còn đôi tay, bà Mai vẫn chủ động vận động bà con tích cực rà phá bom mìn, lấy đất sản xuất, vượt khó khăn vươn lên. Năm 1988, bà được tín nhiệm bầu làm phó bí thư chi bộ thôn 3 Hàm Liên. Từ thực tiễn sản xuất, bà Mai đã đề xuất cấp ủy chi bộ xây dựng nhân rộng hiệu quả mô hình trồng cây thanh long, mía với 12 sào thanh long, sắn, mía hàng ngày. Bà lao động miệt mài, thường xuyên tổ chức họp hội viên phụ nữ nông dân trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc. Mô hình cây thanh long đã được nhân rộng trên địa bàn, trở thành cây làm giàu cho địa phương. Cùng với sự giúp đỡ của địa phương và đồng đội, đến nay bà đã xây dựng được ngôi nhà khang trang, các con đều có công việc ổn định. Không chỉ vượt khó vươn lên trong cuộc sống, bà Mai còn là trung tâm đoàn kết ở thôn ba. Mỗi khi có mâu thuẫn trong thôn xóm, bà Mai lại đến từng gia đình để trao đổi, chia sẻ, tuyên truyền. Bằng sự gương mẫu trách nhiệm, uy tín của mình, bà đã hòa giải thành công nhiều mâu thuẫn tại địa phương, xây dựng thôn xóm bình yên, và bà cũng tích cực tuyên truyền, vận động cho các nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ cho các gia đình nông dân nghèo, đồng đội khó khăn. Gia đình bà Mai chưa giàu về vật chất, nhưng tinh thần nghị lực vượt khó, sống đoàn kết yêu thương luôn tràn ngập lan tỏa sâu rộng đến các xóm ấp trên địa bàn. Năm 2000, bà được Đảng, Nhà nước tuyên dương là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và được các cấp chính quyền khen thưởng. Thì đây là hai cái mẩu chuyện tôi cũng muốn trao đổi với tất cả quý vị và các bạn để chúng ta nhớ cái ngày thương binh liệt sĩ. Có thể nói là những người thương binh liệt sĩ này có thể nói quá nghị lực trong khi chiến đấu và cũng quá nghị lực trong cái cuộc sống gọi như là hàng ngày. Thì một lần nữa chúng ta chúc tất cả các thương binh, bệnh binh có một sức khỏe cũng như nghị lực, cũng là sống vui sống khỏe cùng với đất nước để chứng gọi là chứng kiến những cái sự phát triển của đất nước. Xin cảm ơn các bạn, chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Bye bye.